Con lòng inox là anh tập mồi rồi đó, đánh văn nghệ rồi đó. Còn con chim lòng là chim rim. Còn lấy cái con hót, lấy con kia, con kia nó hót thiệt thiệt lắm. Này hồi xưa anh đổi con cu cho giả mà giả con lòng inox á. Thì giá ra giờ không có tiền, giá ra đưa cho anh lại. Lúc mình bán giá là nó đang hai lông, cái đuôi nó mất tiêu rồi. Mà giá nói gì thôi, mất đuôi rồi, nó hai lông không thấy hả? À? Lú lông đuôi ra, không thấy. Anh nuôi lại này, mình nhắc cái à. Con lục này cũng nhát hả? Không có, con lục nó vàng lắm. Lạ chỗ nó không chơi nữa, trục bố luôn quý vị. Cặp này lại là cặp này là chơi trục bố á, này mẫu rồi sâu đỏ đá nha quý vị. Chứ mà tập mồi cũng được nhưng mà hơi lâu quý vị, mẫu đá thì nó rỉ đá thôi. Tướng như là sumo các bạn, tướng cổ, tướng bự con. Rồi cũng lòng quá à. Đó, nó chạy qua cái là chim nó tung vậy á. Rồi tụi nó giờ chim ra nó gọi là khủng long. Có mái nữa nó đo lên nữa kích rồi lắm. Thấy mái này giờ nó mắc lửa hết rồi. Con mái này nó ăn cám không à, không có lửa. Con lòng inox á, anh bỏ con bỏ vô á. Vừa nãy nói nó dèm á.
Oh, xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc mọi người xem video được vui vẻ, thư giãn và thoải mái ha.